Hello, xin chào tất cả mọi người. Có nhiều bạn hỏi mình rằng là cái miếng mà cái vải mà lót thảm ở dưới á nó như thế nào và là vải gì. Nhiều bạn hỏi với mình không có trả lời hết được. Nên là mình đang bán vải cho khách, mình là tiện là mình quay luôn xác cái từng sợi vải cho các bạn xem. Cái này là vải lót bên mình nè. Vải lót là mình may ở dưới á. Mình may ở dưới thảm. Nó như là vải tổ ong á, mà nó cũng nhẹ lắm. Cái này bên mình bán là bán ký, mình bán 20.000 một ký. Thật ra thì nó cũng có nhiều loại lắm, loại như thế này nữa nè. Vải này mình dùng để lót ở dưới á, rồi mình mới may cái vải mình nhúng mình mới may mới vải lên trên á. Cái này bên mình gọi là vải đế nha các bạn, vải đế. Vải bên mình may thảm lên rất là đẹp. Và đế của nó đây, vải đế nè. Vải đế của nó giống như là vải tổ ong á. Vải này á các bạn có thể là may bao đập nước đá nè, may đồ nhắt nè. Bên mình cũng hay mua về để may bao đập đá rồi may đồ nhắt nữa. Này thảm bên mình là bỏ sỉ cho khách nha. May cánh thảm lên rất là đẹp. Vải này thì mình bán 35.000 một ký. Một ký của nó có thể là từ 4 mét tới 5 mét nữa các bạn. Vải này cũng không có dày lắm. Vải này mình thấy may thảm nên đẹp lắm nè. Vải bên mình thì may thảm, đa phần là may thảm. Có những vải cũng may quần áo được nữa. Rồi có những vải thì giống như là lông thế này. Cũng có vải lông nữa nè các bạn. Cho nên là mọi người mà cần mua vải gì thì nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho mình. Nhiều khi comment ở trên YouTube á mình trả lời không có hết. Giờ mình đang cắt vải bán cho khách, mình sẽ cắt cho các bạn xem vải bên mình. Vải màu hồng các bạn, vải màu rất là đẹp, giống như cái kiểu mà nó thun mà thun gân á, mà nó nhẹ lắm, may thảm nó lên nó đứng tấm thảm nó nhìn cũng đẹp lắm nha.
vải thun gân, nhưng mà nó không có giãn mặt lên, nó giãn nhẹ, độ có giãn nhẹ, cho nên là may thảm á, đứng tấm thảm lên nhìn đẹp lắm. Này là mình đang cắt cho một vị khách ở Hậu Giang á. Mình có ship đi tỉnh nha các bạn. Vải rất là đẹp luôn, này cũng mỏng luôn nhưng mà may thảm đẹp lắm. Mình có thể làm băng đô nữa nè, làm màn treo cửa sổ, làm khăn trải bàn. Lên vải bạc, vải bạc, vải thì sao nữa nè, hai mặt khác nhau, vải này đẹp nhưng mà nó nhẹ nữa. Vải bạc màu xám xám nè, mình may bông á, làm cái viền bông, may lên bông rất là đẹp. Đây là vải màu tím, tím than. Hình tím than. Này mình đang cắt cho khách nha. Khách của mình yêu cầu là mỗi màu là vài ký nên mình
cách đại gì đó. Còn cái lẻ này hai mặt khác nhau, thì bên này thì màu đen, bên này thì màu vàng. Những cái vải mà hai mặt rồi nè, mình mai lên đẹp lắm, đen vàng. Mình cắt cho khách, để cho khách làm cái viền á, làm cái viền bông hoặc cái viền thảm. Màu xanh này nó đẹp lắm. Ở ngoài thì lớp ngoài nó láng láng nhưng mà ở trong thì nó bong bong này, nó còn gòn. Rễ này mai tấm thảm mình rút nước này. Lúc trước mình về nhiều lắm, mình bán gần hết rồi, còn có ít rồi, phải mình bán mau lắm. Cây này dài cái khổ nó tới thước 8 rồi, dài dữ. Giống như là cái vải nhung vậy. Để mình cắt thử coi. Mình cắt dài tí cho khách. Giống như vậy thôi. Cái thứ kia. Coi lại cách giải nè, đẹp lắm. Thế nên mình mang mặt bàn cũng được nhé. Không biết bạn nhìn có rõ không? Sợ trong hình nhìn không rõ chứ ngoài đẹp lắm nha. Ngoài này nó kiểu như là nhung nhung. Mình mang mặt bàn nó đẹp dữ luôn. Nhung ngoài đẹp thế, nhung nhung và bông bông.
cái vải này đẹp lắm, màu nó tươi. Nó như kiểu mà vàng mà nghệ nghệ hồng hồng sao đẹp đẹp sao không biết sao gì cả nữa, mà mất ra không có được đúng không nè. Cái vải này mình có thể may áo thun được nè, vải này là giống như kiểu là thun gân mà nó mỏng mỏng giãn 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 dữ lắm, hay may áo được nè. Này thì mình bán mét, mình bán mét 12.000. Vải này cũng đẹp nữa nha, như là thun 4 chiều. Mình may vớ nè, vải này để dùng để may vớ. Nhà mình ít lấy cái vải này lắm, khi nào khách đặt mình mới đem về nhiều để may vớ. Mình cũng bán thứ 35 nè. Vải màu đen này cũng đẹp nè. Đó, bên trong thì nó caro mà màu trắng, ngoài thì caro màu đen. Chuột đấy, màu xanh này đẹp này, thì nhẹ, nhẹ. Bông này mình chuẩn bị đi giao cho khách ngày mai. Bông này sỉ bên mình là 40, sỉ từ 18 trở lên là 40, giá 40. Còn này là bông mai nè, mai này sỉ nhà mình là 65 nè, mai này cũng bự lắm, vành nó khoảng 6 mấy. Này mình bán lẻ thì 80, ai mua sỉ từ 10 cái trở lên thì bán 65. Này là của khách đặt rồi, mình chuẩn bị giao cho khách. Vải này mình có thể may quần áo được nha các bạn. Vải này may quần áo thì mình bán mét, mình bán 1 mét là mình bán 12.000. Vải này may quần áo được nè, mình bán mét 12.000. Người cần mua vải hay là mua đế may thảm gì đó thì liên hệ với em, kết bạn Zalo với em có ghi số điện thoại nữa, thì khi mấy bạn comment ở dưới YouTube chứ thì mình trả lời không có hết.